sepulcru legat, tu mira necălăncear. Vang bira ta, mâc cu pompei da vinam, lincan alangam, pim gum hom nui gusta, ramgang nup nam, pim gyal am bai sam tro. Nup nui na, nup nui na, lan nhạc vang cha li de ca nhiê. Nup nui na, nup nui na, cha li ca. Sơn alum cu chi giang gặp yêu nữ phụ gặp pháp yên gặp tụi mực sang đung sập lội đêm trăng nhiều tổng bằng la cha Thái Lan đung nào ta ba rồng lần la Sơn gặp nữ phụ lâm singa trepu sẽ si cha Lào như bia inuk đỏ Việt Nam Cộng Hòa nên tướng như chỉ tướng Lào chỉ Vang Pao sẽ Sơn Sơn nhớ tướng Lào Vang Pao này lẽ sẽ si nuk na cách mạng Lào là 1975 như thua ấy. Sân như đuối nào thì chả mì, như nào trô thì chả mì, như đột lưu vong thì chả mì, chính California sẽ sân ẩn. Đột nâng nâng, sân bang tì nạn chiến tranh chính dân rằng từng California, lè Anacadega chi trang trẻ North Carolina sẽ sân ẩn. Sân như đột tên ẩn, sân suy thuần trô cơ thuần đoại bộc chú, suy ngã sân bắt đầu như lọ tầng cụ ạ. Sơn như cũ như mọc nối Prak dình 10 triệu đô như bày phào thai lẻ lũ phào đà AK-47 Sơn lọc vịt cực tầng bà hông nụ nà lào. Nhưng bà hông nụ nà lào này Sơn dình nụ nà lào như kỹ lẻ rạ hông nụ nà mi dình ý nghiêm đầy bà ngạ. Hà lê lọc bà chà cầu dình cầu bày ý mạ như là cầu mi dình chà nục cái nặng ý nghĩa như bia chú quyền chính Lào nắm trong tay mà mô bồ lợi tìm là ốc xe xe nặng xe nè vang bao nhiêu mô thảo ốc lên xin cơ dĩ dàng lên nó xí ngã xin cần hào tui chính trẻ bố mạng vang bao lẻ lùm nùi liên quan hào nhu xe xe nặng xin nè tên này cầu chẳng rắc không lấy dân cầm nhu của là xin như lại tên này tháng 6 2007 Vang Pao bị bắt ở Mỹ. Ý bởi á sẽ xin lần. Nhà chức trách Mỹ bắt giữ Vang Pao hôm 4 tháng 6 tại California năm 2007 với cáo buộc đúng âm mưu lật đổ chính phủ Lào bằng số vũ khí thiết bị sẽ được chuyển đến Thái Lan tuần tới. Ý bởi á xin nha vũ khí chậm đọ đồ nhiều và rề thì Thái Lan này ai lấy đúng vậy á sẽ xin lần xin nhớ chi chàng lên xin ngạ xin lần trệ bù hồng lầy xa đối mặt hồng lầy gì cầm đầu của lạc tớ đã rèm một răng rồi xin lần như lọ lạch mà các công tố viên Mỹ cho biết cùng với Vang Pao 77 tuổi còn có 9 người khác phần lớn thuộc phong trào Neo Hom bị bắt giữ và truy tố vi phạm đạo luật trung lập của liên bang. Thì bởi vậy, Vang Pao lẽ nằm tổ băn chôm cần liên quan rằng mạng ơ. Cơ dù ai ngã, như bè phong trào trung lập, xin ngại những yếu trung lập, sẽ toàn. Thì bởi vậy, trung lập, dù có chấp nhận không? Xin mãi ơ, lê mạng xin ngã, sân như lại tên này công dân Mỹ không thể dính líu vào âm mưu lật đổ một chính phủ có chủ quyền mà Mỹ đang có quan hệ hòa bình bây giờ do có lại nói xa chôm núi Mỹ màu tùy dính líu ở đó này lệ nền âm mưu lật đổ chính phủ có chủ quyền mà Mỹ đang có quan hệ hòa bình dính xa bọc nục nà trọn vẹn chủ quyền bây giờ Mỹ đang quan hệ Mỹ đục tạm tần tục lại mà một lấy po đi bla cha đại hiểu bây giờ biết đây Vang Pao không hề hay biết xen vào bây giờ xin ngã răng mạ riêng thao tụi xin nhiều lo lắng mấy cô này nhân viên cục điều tra liên bang FBI Drew Parenti
phát biểu và cuộc họp báo về vụ bắt giữ Vang Pao, từng là tướng trong quân đội Hoàng gia Lào. Ý bộ vậy? Tướng Lào do ai mang ở Inu Gül Việt Nam Cộng Hòa. Chính như Inu Gül như sẽ xì Nguyễn Văn Thiệu Phân Đồn. Như tướng Lào do lo béo. Bịa tả chính hề vua mèo rằng lại cùng lọc. Ý mình là. Sẽ xin lần. Sân rê răng sẽ nạc cầm mình của lại. Sân lần. Như lo lánh mới gọi. Từng là tướng quân đội Hoàng gia Lào vượt biên sang Mỹ vào năm 1975 và hiện sống tại quận Cam. Ý bộ ạ? Sinh năm 1975 lệ lật đổ chế độ Inuk Jing sẽ xây chế độ đập rệ bộ rệ đề Việt Nam Cộng Hòa chế độ rệ như đề tướng Vang Pao Jing tình cờ Lào để nhu ạ? Ý bộ ạ? Sau năm 75 như đuổi nào phải trả mì từ quận Cam California sẽ xây năm. Sân nhiều lần anh biết này. Từ đầu năm nay, Vang Pao thông qua sự mối giới của Harrison, Harrison Jane Jack, một sĩ quan về hưu của quân đội Mỹ đã bị bắt, đã mua vũ khí lên đến 10 triệu đô và dự định trong tuần tới sẽ chuyển về Lào qua ngã Thái Lan với hàng trăm khẩu AK-47, tên lửa Stinger, Min, Plymouth, tên lửa chống tăng. Nhóm này dự tính lật đổ chính phủ Lào bằng bạo lực và tàn phá các cơ quan nhà nước đóng tại thủ đô Viên. Âm mưu này đã lọt vào tầm ngắm của cục kiểm soát rượu, thuốc lá, vũ khí, chất nổ. Liên bang và cơ quan này đã cài người vào các cuộc họp bàn của Vang Pao từ 6 tháng trước. Ý bồi á? Suy nghĩ. Đó này chính AK-47 rất bù rõ ràng ấy ở đằng lửa. Pao khách chính này nè. Dọ Pao Mỹ ô. Lẽ này. Sẽ này như là này. Ý cây bồ ru này lẽ. Chính xa chôm nùi mì. Xin ngã. Dinh bồ ru này xa chôm nùi mì này. Dinh như về hưu này. Ê bồi á. Nè như là cái này. Xin này. Từ đầu năm nay này, Vang Pao thông qua sự môi giới của Harrison Reject, một sĩ quan về hưu của quân đội Mỹ đã bị bắt. À răng mạ lấy mọi người. Bởi cái về hưu lấy. Sinh năm 1 triệu đô nhịp lầy Pao AK-47 Min Plymouth lẻ nắn đọ sẽ xì Min trung tăng dấp loại vũ khí các loại. Ý bồi á? Vì vậy sao tôi xì dính sinh năm nhé. À răng mạ. Ý bồi á? Dính mắc mưu. À răng plư dính. Tìm plư đi. Tìm plư đi. Sinh năm sinh năm chí chàng sinh á rệ bố nào tôi dính răng cài cấm lẻ đốt bít lê Hồng Vàng Pao 6 tháng trước trước khi xảy ra. Ý bộ ạ? Đang thâu rất rõ. Xin cảm ơn tôi. Xin ngã tô hiếu đoạn nộp nằm làm chạy dìm nụ hiếu lê nấn đang mạ chí phụ nần đang mô lê bộ bệnh ạ chìm Vàng Pao lê mạ thì gỡ bí ạ đi đoạ bố spăn thôn hò chỗ cực hò mong mọc lại sọc tung mơ thì gỡ lại lâu bố thôn cực pa proton krơ jo proton krơ span proton krơ i mean la krơ ai ta me ramo nyu ji perat ma phung pirai ra sen rang snak gam ni ji pula rang snak dray tim hiu ta nai ta thau ya se sen sen yo lai ta ngo nai yo lo lai ma ta nai tòa án liên bang cùng ngày đã mở phiên tòa sơ thẩm đối với 9 bị cáo này với tội danh vi phạm luật trung lập của Mỹ. Nếu bị kết tội, họ sẽ phải chịu án tù chung thân. Bất luận lý lẽ của họ thế nào, đã là công dân Mỹ thì không thể tham gia vào việc lật đổ một chính quyền hợp hiến. Parenti cho biết những thành viên chủ chốt của nhóm đã bị tóm và sẽ còn nhiều người có liên quan tiếp tục bị bắt. Ôi ạ, lô chô thì nhục.
phun như vàng bao y cây đọ khoa khăn này dính parent parenty này chính mà mô liên quan ở nhiều công dân nước Mỹ ra lại bây giờ lớn sẽ so ai còn già nào tụi vàng bao dễ lại rồi này thì bây giờ lẹ tụi bạn chôm gần sao nhớ chi chàng đoạn rừng ạ cầu thâu cầu blue lên này cầu lạch lên này lưu sắc miệt quan để phản ứng lẹ cành ngành al cái cầu sẽ sơn lần bây giờ hãy ngạ có chàng chi chàng phùng rồi thâu giác lên ngạ rệt lăng thế này để xiêm nick y lầu sân cơ để đi ngạ tôi đã để một xiêm ô đọt này để không khác gì đọt này ông đọc sẽ sơn lần sân nhớ để răng sơn lắc tập đi chụp lại sẽ sơn lần ở sân thế này mong gì đây y lầu chúng ta cầu bìm như chắc lù cặp đình mỡ sang đùng sập lội đêm đặc niệm tổng mặc là chả thà lan tê lo sụp đường là chắc lù ฟังเดียร์ตาบมือคู่คนไปดำไปน้ำลิงค์ข้างนั่งกลางทีมกลุ่มห้องหนุ่ยบุษสาวรำกลางนุ่มนางทีมยามันไปสามครอนุ่มไปน้ำนุ่มไปน้ำหลังยามฟังชาลีเด็ก